chúng ta đang đứng ở trước mộ của đức cha rờ to liêu à, đức cha rờ liêu có thể nói là vị giám mục của thánh giá suốt cuộc đời của ngài là thánh giá à, ngài uh, sinh ra trong một gia đình rất nghèo để theo đuổi ơn gọi thì phải rất là khó khăn rồi ngài uh, đi sang việt nam thì vào ba thời cấm cách khó khăn nhất à, minh mạng thiệu trị tự đức ngài sống trải qua hết cho nên uh, cuộc sống của ngài có thể nói là rất là vất vả ở trong rừng trong núi trốn dưới hầm và nhất là trốn ở trong đây là rừng thiêng nước độc mà đã qua đời ở đây thế rồi à, cuộc đời của ngài thì không có thiếu thánh giá à, ngay cái việc ngài làm giám mục cũng vậy khi à, đó đức cha havakju à, sắp qua đời thì à, ngài cũng thấy là tình hình đang rất là căng thẳng cho nên đã à, ra một cái à, di trúc đó là đức cha bori cao Uh, sẽ kế vị ngài nhưng mà nếu mà uh, cha bori cao mà chưa kịp mà phong chức mà chết thì cha rơ to liêu kế vị và đúng như một lời tiên tri uh, đức cha uh, bori cao uh, viết cái chúc thư đó vào đầu tháng bảy uh, thì là cuối tháng 7... Uh, cha bori cao bị bắt uh, khi mà người ta đưa cái uh, sắc phong của tòa thánh đến uh, thì là ngài đang ở trong tù rồi uh, đức cha bori cao mới nói rằng đó thôi bây giờ uh, uh, Tôi không còn chỗ đội mũ nữa rồi. Mất chỗ đội mũ rồi. Cho nên tôi không cần nữa. Thế là ngày Triệu Tỷ Đạo ngày 30 tháng 7. Thì là đến phiên Đức Cha Rửa To Liêu. Thế Đức Cha Rửa To Liêu. Khi đó biết rằng. Cần phải được tấn phong giám mục. Bởi vì các linh mục bị chết quá nhiều. Cần phải có những người kế tiếp. Thì Ngài. Nhưng mà để mà đi phong giám mục. Thì Ngài mất một năm trọn. Phải trốn tránh quân mãi mới đi được đến sang macau thì macau lúc ấy không còn một giám mục nào lại phải sang philippines à, sang philippines xong rồi trở về là đến mất một năm ừ. à, Thì ra cuộc đời của ngài rất là vất vả tuy nhiên ngài vất vả nhưng mà ngài lại không có bao giờ chịu ngồi yên hết cho nên chúng ta thấy cuộc đời của ngài à, là một cái cuộc đời hoạt động dữ dội đó. À, mà trên tất cả các lĩnh vực Nếu thời khó khăn cấm cách như vậy mà vẫn chia ra được địa phận nam đằng ngoài tức là giáo phận vinh À, rồi ngài à, viết sách ngài lập nhà in ngài à, lập hội trí thức ngài gặp vua gặp quan gặp à, giáo à, lương dân rồi à, à, dạy cho người ta vẽ tranh vân à, vân con nói, rồi hoạt động từ thiện bác ái đủ mọi mặt à, cho nên có thể nói ngài là một cái giám mục vĩ đại thế cho nên khi con về đây thì đầu tiên thì khám phá là ngôi mộ của ngài thì ông chưa hiểu thế nào thế nhưng mà khi biết ngài là À, đứng tiền nhiệm của con đó à, à, là trong cái hàng tông truyền thì con là cái người kế vị của ngài đó, thì cũng quan tâm à, thứ nhất là sửa mộ đã rồi sau khi sửa mộ Thì con mới bỏ xem tìm hiểu cuộc đời của ngài như thế nào à, thì hóa ra à, một cuộc đời quá sức vĩ đại à, và bây giờ thì có thể nói đó là à, ngài là ba một trong ba cái kiềng cái kiềng ba chân à, giữ đức tin cho giáo hội Việt Nam trong cái thời cấm cách thì đông là ngoài có đức cha Hemosia Liêm là dòng Nam Minh Tây Ban Nha Tây là ngoài thì đức cha To Liêu và Nam ở à, trong Nam đằng trong thì có đức cha Quyên Hô thể đó là cái kiềng ba chân giữ đức tin cho người Công giáo Việt Nam trong suốt các cái thời cấm cách à, đi tìm về tiểu sử hoạt động của ngài thì thấy một giám mục quá sức vĩ đại cách đây 200 năm mà ngài làm những việc mà bây giờ chúng ta dễ dàng hơn mà chưa làm nổi vào một cái thời khó khăn như vậy tôi con chẳng hiểu được tại sao mà ngày lập ra tới 8 chủng viện thế thì bây giờ không biết một giáo phận mà lập ra một chủng viện khó rồi mà lúc đó ngài lập ra 8 chủng viện nên thế thì rồi ngài tham gia vào các công việc bác ái xã hội như là lập ra chạy phong hay chủng viện thì chúng ta thấy quá sức mới cái đây, bây giờ thế kỷ 21 rồi mà chẳng ai dám lập chạy phong ở trong chủng viện đâu bây giờ các thầy mà đi phục vụ chạy phong thì vẫn thấy là một cái gì rất là lạ lùng lắm đấy thế nhưng mà cách đây hai trăm năm ngày đã làm rồi không thể tưởng tượng được thế rồi ngài đưa thuốc tiêm chủng bệnh đậu mùa vào Việt Nam có cũng có thể nói là cái người đầu tiên đưa thuốc tiêm chủng bệnh đậu mùa vào Việt Nam rồi à, nhận con nuôi rồi nuôi uh, dưỡng người đau yếu